nên là quên mất đi cái cảm xúc đau đớn của con, quên mất đi sự phát triển cảm xúc của con, cái tâm hồn của con, mà chỉ để ý đến nỗi đau của chính mình. Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Đây là một tư duy mà các anh chị phải khắc cốt ghi tâm. Đấy là cái tư duy về bể cá. Các anh chị có một bể cá. Và rồi các anh chị có một vài con cá. Một ngày kia, sau khi các anh chị nuôi 15 năm, 17 năm, các anh chị phát hiện ra nó bị nấm. Bị nấm. Và con cá này nó bướng quá. Nó bị nấm. Và các anh chị mang cái con cá đấy đến bác sĩ Lanh để chữa bệnh. Tôi chữa cho cái con cá bị nấm này một tuần là khỏi. Và rồi tôi trả về bể cho các anh chị, trả cho các anh chị. Các anh chị lại mang về bể. Và khi các anh chị mang về bể, một tháng sau, nó lại bị nấm quay trở lại. Các anh chị lại vớt nó, mang đến bác sĩ Lanh để chữa bệnh. Lúc này tôi phải chữa 10 ngày mới khỏi. Và rồi tôi lại trả lại các anh chị. Các anh chị lại mang cái con cá về. Và lúc này nó không được một tháng đâu ạ, nửa tháng nó đã bị lại rồi. Và các anh chị lại vớt, mang đến. Và cho đến một ngày nào đấy, cái con cá đấy chết. Tôi cũng không cứu được nữa. Nên vấn đề không phải là do cá. Đúng rồi. Vấn đề là do môi trường của con cá đấy sống như thế nào. Cái môi trường của cái con cá này này, đấy là bể nước. Các anh chị không hề thay đổi bể nước, không hề vệ sinh cái bể nước. Bao nhiêu năm nay, các anh chị làm cha làm mẹ, nhưng không ai dạy chúng ta làm cha làm mẹ. Không ai dạy chúng ta hiểu về hành vi con người. Không ai dạy chúng ta hiểu về tính cách của con, quá trình hình thành, phát triển nhân cách của con. Không ai dạy chúng ta về cảm xúc của người khác. Chúng ta chỉ để ý đến cảm xúc của mình thôi. Giống như nhiều chị đi làm áp lực, khó chịu với đồng nghiệp, khó chịu với sếp, thì chỉ để ý đến cái cảm xúc khó chịu của mình thôi. Và khi trở về thì trút rác lên con của mình. Và cứ xả rác lên chồng, lên con. Mình chỉ có để ý đến cái cảm xúc của mình thôi. Hay giống như là có những anh chị, hai vợ chồng cãi vã nhau, chồng đi ngoại tình, hay vợ đi ngoại tình, và khi mà người nọ đi ngoại tình, người kia cảm thấy bị phản bội, cảm thấy đau đớn, cảm thấy nọ kia, và rồi không để ý đến tâm sinh lý phát triển của con, không để ý đến cảm xúc của con, và chỉ biết xả rác ra, xả cơn tức giận và đổ lỗi thôi. Nên sau này con của mình thu mình lại, rồi con của mình bướng bỉnh, rồi con của mình phản ứng lại, thì mình lúc đấy mình kết luận là nó hư, nó láo. Mà mình không biết rằng bao nhiêu năm mình không hề để ý đến cảm xúc của con, chỉ để ý đến ăn uống ngủ nghỉ của nó. Nhưng đấy đâu phải là tất cả. Mà cảm xúc này nuôi dưỡng tâm hồn của một đứa trẻ. Nên cho dù cho ăn như thế nào đi chăng nữa, nhưng cái cảm xúc không được chăm nom thì các con cũng cô đơn. Và có những đứa trẻ là đi tìm đến cái chết. Vì cha mẹ chỉ để đến cảm xúc của cha mẹ thôi. Vì cũng đau quá mà, cũng bực quá mà, cũng hận quá mà. Nên là quên mất đi cái cảm xúc đau đớn của con, quên mất đi sự phát triển cảm xúc của con, cái tâm hồn của con, mà chỉ để ý đến nỗi đau của chính mình. Và vì vậy cái tư duy số 3 là cái tư duy bể cá. Có nghĩa là gì? Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình. Sửa là sửa mình, thay đổi là thay đổi mình, thì con cá nó tự khỏi bệnh. Ngày trước tôi cũng ngốc lắm, tôi cứ đi chữa cá hết lứa này đến lứa kia. Tôi toàn chữa lành cho con của các anh chị. Nhưng điều gì xảy ra, nó về môi trường nó lại bị như thế. Nên bây giờ tôi không chữa cá nữa. Bây giờ tôi đi thay bể nước đây này.
Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.